新春到底了，新书的观众 Double Win。好，假上。我开胃哟。回来了，两三三。苏巴，地瓜，接掉了，我开吧。Trăm nhường lập đòn thấp, lập đòn thấp. Thế rồi phải đi ba trăm nhường. Nè, có thể đi vào được. Đến rồi, lập đòn thấp. OK. Chủ đề là gì? Phải đi ăn món ngon. Bây giờ đợi một quá. Phải đi ăn món ăn.对呀，拍 video 哦，有趣，哦，啊，张姐，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，gần đây con ở đâu đi thẳng luôn à, đi cá yeah. Đi tắm bao lâu rồi, bao lâu mét không nhớ là I don't know chân go to trace bao lâu chỉ đi thang thôi hả? Yeah. Là bên này à? Bên nào? Bên kia. Bên kia. Bên kia. Quán cơm. Quán tên gì? Anh Dương Vân. Anh Dương Vân. Yeah. Cảm ơn. Cảm ơn em. Yeah. Anh Dương Vân. Anh Dương Vân. Ok 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 ok.
phải giới thiệu một quán cà phê. Quán cà phê ngon và ngào và khu cho mọi người. Chính xác muốn thấy khu phố và khu phố văn hóa theo người Nhật chắc chắn rất thích. Tại sao? Có nhiều quần áo, có nhiều venue quần áo. Trang trí đẹp. Cô này một cô quán cà phê. Quán cà phê là rất thơm. Nè, có thể biết cà phê ở đâu? Chỉ sẽ kể bí cà phê. Không. Đâu á? Không thể mùi. Ở đây cô thức. Mà thức đi, cũng thức đi. Cả. Tại sao vậy? Chứ kia rồi, thì cám rồi. Dạ, nhưng mà... Con thích mà.